Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 nhanh và chính xác nhất. Dự kiến ngày 26 tháng 7 năm 2021, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 sẽ được công bố. Thí sinh có thể tham khảo cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông dưới đây. Cách 1. Thông qua website của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bước 1. Thí sinh truy cập địa chỉ. Bước 2. Thí sinh tiến hành các thao tác. Nhập số chứng minh nhân dân, mã đăng nhập, mã xác nhận để đăng nhập hệ thống. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin nêu trên, thí sinh sẽ biết được điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của mình. Lưu ý, thí sinh chưa có hoặc quên mã đăng nhập vui lòng liên hệ điểm tiếp nhận hồ sơ nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để lấy mã đăng nhập. Thí sinh sử dụng trình duyệt trôm trên điện thoại không đăng nhập được hệ thống, vào cài đặt, setting và diệt tê, trình tiết kiệm dữ liệu, data saver và diệt tê, chọn tắt, gọp để đăng nhập vào hệ thống bình thường. Thí sinh có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính để thực hiện các thao tác này. Cách 2 Thông qua website của các Sở Giáo dục và Đào tạo. Nếu không có thay đổi, tương tự năm 2020, ngoài trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì một địa chỉ chính thống và đáng tin cậy nữa mà các thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông là website của các Sở Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh truy cập vào cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi mình đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Sau khi truy cập vào địa chỉ của từng tỉnh thành phố, thí sinh nhập số báo danh để xem chi tiết điểm thi của mình. Ngoài ra, riêng tỉnh Bình Định thí sinh còn có thể tra cứu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 qua trang chính quyền điện tử tỉnh Bình Định trên Zalo. Cách 3. Sử dụng các trang báo online. Thí sinh có thể chọn tra cứu điểm thi theo cách một hoặc cách hai. Tuy nhiên, trong những trường hợp truy cập bị nghẽn do quá nhiều người truy cập cùng lúc thì thí sinh có thể tra cứu điểm trên các trang báo online để biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của mình. Tuy nhiên, lưu ý rằng thí sinh phải lựa chọn những trang báo chính thống, đáng tin cậy. Đặc biệt, sau khi tra cứu trên các trang báo này sau đó có thể tra cứu lại theo cách một hoặc cách hai nêu trên để xác định chính xác điểm số của mình.